alo.vn. Vì không có giấy phép, Trung tâm Internet Việt Nam đã ra thông báo về việc tạm dừng hoạt động đối với tên miền zalo.vn của công ty cổ phần VNG để cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ mạng xã hội Zalo không phép. Cụ thể, việc tạm ngừng hoạt động đối với tên miền Zalo Việt Nam được thực hiện căn cứ quy định tại thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet. Thời gian tạm ngừng tên miền Zalo Việt Nam là 45 ngày kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019. Thời điểm hiện tại, khi truy cập vào tên miền zalo.vn sẽ nhận được thông báo không thể truy cập trang web này và không thể tìm thấy địa chỉ IP của máy chủ Zalo Việt Nam. Tuy nhiên, khi vào tên miền zalo.me, tên miền cùng bị đề nghị thu hồi trước đó thì vẫn hoạt động bình thường. Trước đó, tháng 7 năm 2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các bên đăng ký và quản lý tên miền thu hồi hai tên miền của Zalo là zalo.vn và zalo.me của công ty cổ phần vng với lý do zalo đã hoạt động mạng xã hội chưa phép đây không phải là lần đầu tiên công ty cổ phần vng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thiết lập mạng xã hội nhưng không có giấy phép